quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Từ sữa được chế tạo theo công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến sữa cho trẻ mới biết đi, các bậc cha mẹ và người chăm sóc không thiếu những lựa chọn. Chúng tôi biết một số trẻ mới biết đi có thể cần một chút hỗ trợ. Thế nhưng các nhóm y tế công cộng cho biết việc tiếp thị các sản phẩm này có thể gây hiểu lầm. Phó Chủ tịch Phát triển của Hiệp hội Y tế Công cộng Úc, giáo sư Catherine Holder cho biết có một số lỗ hỏng. Chúng thường được tiếp thị với những tuyên bố về lợi ích dinh dưỡng, giúp trẻ ngủ ngon hơn, và điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi biết rằng cho con bú sữa mẹ là tốt nhất nếu phụ nữ có thể làm được điều đó. Ngoài ra, có nhiều lựa chọn khác sau đó như là chuyển từ sữa chế tạo theo công thức cho trẻ sơ sinh sang sữa bò chẳng hạn. Được biết, các chuyên gia lo ngại về giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm, đã qua chế biến kỹ lưỡng và lượng đường quá mức trong số loại sữa dành cho trẻ mới biết đi. Bà Michelle Murray là giám đốc điều hành của hệ thống gia tăng sức khỏe tại Vic Health. Các công ty cũng được tự do quảng cáo sữa dành cho trẻ mới biết đi. Có bao bì gần giống với sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh có thể có tác dụng quảng cáo chéo đối với sữa chế tạo theo công thức dành cho trẻ sơ sinh. Hiện tại, hoạt động tiếp thị sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại Úc được điều chỉnh theo một thỏa thuận tự nguyện và chỉ có 18 công ty ký kết tuân thủ theo quy định này. Giáo sư Catherine Beckholer cho biết một đánh giá độc lập về quy định này cho thấy hoạt động tự điều chỉnh của ngành là không hiệu quả. Vì vậy, hiện tại ở Úc, sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh được kiểm soát thông qua một thỏa thuận tự nguyện thông qua ngành. Đây là một thỏa thuận do ngành soạn thảo, giám sát và thực thi. Ngành công nghiệp cũng kiếm được rất nhiều tiền từ các hoạt động tiếp thị này. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người Tiêu thụ ACCC và Bộ Y tế và Chăm sóc Người Cao Tuổi đã vạch ra một kế hoạch để đưa ra luật bắt buộc và kiểm soát chặt chẽ hơn. Giám đốc điều hành của Food for Health Alliance là James Martin cho biết luật sẽ áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất các sản phẩm này. Luật này cũng sẽ không cho phép tiếp thị các sản phẩm này trên các nền tảng kỹ thuật số, như chúng ta đã biết. Đây là nơi rất phổ biến để quảng bá các sản phẩm này cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc tương lai luật này sẽ ngăn cản ngành công nghiệp tham gia vào việc xem xét các khiếu nại đây không phải là thông lệ tốt nhất và điều này cũng có nghĩa là nếu các hướng dẫn này bị vi phạm sẽ có hậu quả cho việc đó hiện tại nếu bạn không tuân thủ các hướng dẫn tự nguyện này sẽ không có hình phạt nào cho hành vi vi phạm điều thực sự quan trọng là phải bảo đảm rằng mọi người tuân thủ các quy định này và có hậu quả cho các hành vi vi phạm người ta dự trù có thể mất vài năm để hoàn thiện các luật bắt buộc mới. Trong thời gian chờ đợi, Bộ Y tế sẽ tìm cách tăng cường bộ luật tự nguyện để làm cho hoạt động tiếp thị xã hội và kỹ thuật số của các sản phẩm sữa bột trẻ em ít gây hiểu lầm hơn. Còn nhớ hồi năm 2008, vụ bê bối sữa nhiễm độc chất melamine kỹ nghệ ở Trung Quốc khiến khoảng 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cấm nhập cản sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số trẻ em ở các nước bị bệnh do nhiễm chất melanin lên đến 54.000 em. Riêng tại Trung Quốc có nhất 13 em chết vì sử dụng sữa bột giả. Gần 200 em bé bị bệnh đầu to và hầu hết sống tại vùng ngoại ô thành phố Phúc Dương thuộc tỉnh An Huy. Tại Úc không gặp tình trạng sữa nhiễm bẩn, nhưng ngược lại gặp chuyện thiếu hụt do con buôn người Hoa tại Úc mua ồ ạt sản phẩm sữa bột của Úc để chuyển về Trung Quốc với lợi nhuận khổng lồ so với giá gốc. Các dược phòng cũng như siêu thị đã đặt ra việc hạn chế số mua nhằm giảm bớt tình trạng số cung không kịp đáp ứng nhu cầu bộc phát giả tạo của thị trường. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.